Kính thưa quý khán giả và bà con nông dân, vụ thu đông năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh đã sớm ban hành lịch xuống giống và khuyến cáo bà con nông dân nên tuân thủ để chủ động hơn trong việc canh tác mùa mưa bão, nhất là tránh sự di trú của rầy nâu, quản lý tốt các loại dịch hại trên các trà lúa, đảm bảo năng suất cho cả vụ. Theo đó, lịch xuống giống khuyến cáo chia làm 2 đợt, bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 và kết thúc vào ngày 25 tháng 9 với tổng diện tích là 78.000 ha. Bên cạnh lịch xuống giống, ngành nông nghiệp cũng đã đưa ra nhiều giống lúa thích hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng địa phương, cùng với các giải pháp kỹ thuật đầu vụ hỗ trợ bà con nông dân trong việc chuẩn bị đất, vệ sinh đồng ruộng, đồng thời quản lý tốt ốc bươu vàng, rầy nâu, đào ôn và chuột ngay từ đầu vụ. Vụ thu đông năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến khích bà con nông dân sử dụng các giống lúa chất lượng cao, có khả năng chống chịu hạn mặn tốt, chủ lực như OM5451, OM4900, Đài Thơm 8, OM18, RVT. Đối với các giống lúa chất lượng trung bình như giống IR50404, siêu hầm trâu, ML202, nông dân có thể duy trì với tỷ lệ không vượt quá 20% diện tích lúa toàn tỉnh để tránh tình trạng khó khăn trong quản lý dịch hại và thị trường tiêu thụ. Theo bố trí lịch thời vụ, huyện Châu Thành xuống giống đợt 1 từ ngày 10 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 với diện tích gieo xạ 4.225 ha. Để hỗ trợ bà con nông dân ngay từ đầu vụ, các cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn theo dõi sát sao tình hình cày xới đất, vệ sinh đồng ruộng, gieo xạ tối thiểu 2 tuần để ngăn chặn mầm bệnh và tránh ngộ độc hữu cơ. Đồng thời, sử dụng giống lúa cấp xác nhận, áp dụng các biện pháp 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp, mô hình sinh thái và bảo vệ môi trường, chương trình giảm lượng giống gieo xạ, áp dụng các biện pháp xạ thưa, xạ hàng, với lượng giống 100 đến 120 kg một hecta. Mô hình canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Để đồng hành và chia sẻ những kỹ thuật canh tác lúa cùng bà con nông dân, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi tọa đàm nhằm trao đổi và giải đáp những vướng mắc của bà con nông dân trong canh tác lúa vụ thu đông mùa. Thì xin diễn giả cho biết cái lịch thời vụ xuống giống vụ thu đông, cũng như là cái giống mà nó phù hợp với cái địa phương của ấp Tre Lớn cũng như nói riêng xã Thành Mỹ nói chung. Thưa anh Thánh và tùng tất cả các bà con, thì theo thông báo lịch thời vụ sản xuất lúa thu đông mùa năm 2019, xã nông nghiệp phát triển nông thôn bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 và kết thúc vào ngày 25 tháng 9, tập trung vào các đợt như sau. Đợt 1 là xuống giống từ ngày 10 tháng 8 và đến ngày 25 tháng 8 với diện tích là khoảng là 26.675 ha, gồm các huyện như là Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú và Cầu Ngang. Đợt 2 xuống giống từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, xuống giống là khoảng là 51.325 ha, các huyện còn lại và thị xã thành phố. Rồi một số giống được khuyến cáo được sử dụng trong vụ thu đông năm 2019 như sau, là gồm các giống chủ lực là gồm OM4900, là cái giống này có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 100 ngày, là giống này làm đẻ nhánh là tốt, là hạt gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, là có đặc biệt là có mùi thơm nhẹ. Là bà con lưu ý là cái giống này thì hay bị nhiễm bệnh trái lá và năng suất đạt từ là 6 đến 8 tấn trên hecta. Cái giống thứ hai, chủ lực thứ hai là cái giống OM5451, có thời gian sinh trưởng từ 90 đến 95 ngày. Là giống này là đẻ nhánh khá, có hạt gạo là thơm, các hạt gạo là đẹp, có năng suất là từ là 6 đến 8 tấn trên hecta. Dẫn giả cho anh biết cái bệnh đậu ôn xuất hiện vào thời điểm nào và có phương pháp nào để phòng trừ và thuốc gì để trừ bệnh nè. Trên cây lúa trái lá nó có hai giai đoạn, cái thứ nhất là trái lá, cái thứ hai là đậu ôn cổ bông. Mà nếu như đậu ôn cổ bông giai đoạn sau nặng thì bắt đầu chúng ta thất thoát năng suất rất là lớn. Để quản lý đối với cái bệnh này cho nó tốt, cái thứ nhất là chúng ta phải chọn giống, hạn chế chọn những cái giống nhiễm mà chúng ta chọn những cái giống hơi chống chịu với cái bệnh trái lá. Một cái điều thứ hai là chúng ta phải bón phân cân đối. Ở đây bón phân cân đối, quý vị cứ hỏi chúng tôi bây giờ bón phân cân đối như thế nào. Ví dụ như về bên ngành nông nghiệp khuyến cáo chúng ta bón phân là cái phân với công thức 90-60-30. Thì đây là 90 là đạm, 60 là lân, 30 là kali. Cái điều nữa là chúng ta lưu ý một điều là khi bệnh trái lá chúng ta nên giữ mực nước, không để cho nước nó khô.
được chưa? Nếu như nước ở trong ruộng nó khô như vậy thì nó là ảnh hưởng tới cây lúa sinh trưởng kém thì nó sẽ nặng hơn. Xin diễn giả giới thiệu cách bón phân cho vụ lúa thu đông và mùa như thế nào để mang lại hiệu quả cao. Kính thưa chú Sáu cùng bà con, thì đợt 1 chúng ta bón cho cây lúa giai đoạn từ 7 tới 10 ngày, thì chúng ta bón 3 kg ure và DAP thì 7 kg, cộng thêm là 2 kg kali. Còn ở đợt 2 thì giai đoạn cây lúa từ 18 tới 22 ngày, chúng ta bón ure 7 kg, DAP 3 kg và kali 3 kg. Cái đợt 3 thì giai đoạn lúa từ 40 đến 45 ngày thì bà con bón 5 kg ure, 5 kg kali. Đợt này chúng ta không cần phải bón phân lân. Và cái vấn đề thứ hai nó cũng không kém phần quan trọng, đó là bệnh. Nếu như giai đoạn này mà cây lúa đã bị bệnh thì chúng ta nên xử lý bệnh cho nó xong rồi chúng ta mới bón phân ở giai đoạn lúa đón đồng. Hãy cho biết đặc điểm gây hại và bệnh pháp quản lý gầy nâu như thế nào cho hiệu quả. Kính thưa anh Trường cùng với tất cả quý bà con, theo câu hỏi của anh thì có hỏi là bây giờ cái cách gây hại của rầy nâu và chúng ta phòng trừ như thế nào. Trước nhất là chúng ta chọn cái giống. Ở đây thật ra nói là cái giống mà kháng rầy nâu thì hiện nay không có giống nào kháng rầy nâu hết, mà chỉ có cái giống là chống chịu thôi. Như vậy là chúng ta sẽ chọn những cái giống nào mà chống chịu. Đối với con rầy nâu thì trên ngành nông nghiệp cũng đã có khuyến cáo. Cái thứ hai là chúng ta về cái liều lượng mà để xạ, thì bây giờ có thể là chúng ta xạ hàng, xạ thưa. Với cái mật độ mà liều lượng xạ thì đối với ngành khuyến cáo thì bà con xạ từ 10 tới 12 hoặc là 15 kg cho 1.000 mét vuông. Thì đây là cái liều lượng mà lý tưởng nhất để cho cái lúa phát triển và chúng ta quản lý được cái con rầy nâu. Một cái quản lý con rầy nâu nữa là theo cái khuyến cáo của ngành, có nghĩa là có cái lịch xuống giống và chúng ta sẽ có cái thời gian né rầy. Có nghĩa là khi nào mà mật độ rầy nâu ở bên ngoài mà rầy di trú cao quá thì lúc đó chúng ta ngâm giống, chúng ta ngâm ủ và chúng ta gieo xạ. Như vậy là khi mà rầy nâu đi qua rồi thì hạt giống chúng ta nằm dưới đất thì nó tương đối nó yên ổn. Một cái nữa, nếu như mà chúng ta xạ mà vô tình có một cái đợt rầy nâu đi tới thì chúng ta đưa nước lên, chúng ta che chắn, có nghĩa là đưa nước lên. Thì như vậy là cái mực nước nó lên khỏi cái đọt lúa như thế này thì khả năng con rầy nó không chích hút vô được cái lúa. Thì khoảng 3-4 ngày sau thì chúng ta rút nước, đến khi mà con rầy nó đi thì chúng ta rút nước xuống. Thì đây là một số cái biện pháp gọi là quản lý cơ bản nhất. Một cái điều nữa mà chúng ta thấy là cái dạng bón phân. Con rầy nâu nó gây hại từ ở giai đoạn cây lúa mới gieo xạ cho tới mấy ngày tuổi cho tới khi thu hoạch luôn. Như vậy là cái mức độ bón phân rất là cân đối thì chúng ta mới quản lý được con rầy nâu. Giống như sạc Thạc Thủy Sơn nói vừa rồi là trong cái vấn đề bón phân chúng ta phải thật là lưu ý. Đối với cái phân ure là chúng ta không nên bón thừa. Xin diễn giả cho biết cách khắc phục ngộ độc hữu cơ. Đối với ruộng mà đang bị ngộ độc hữu cơ thì khi phát hiện lúa đang bị ngộ độc hữu cơ thì bà con đầu tiên là bà con phải ngưng bón phân, đặc biệt là bón phân đạm, là xả nước trong ruộng bỏ và đưa nước mới vào, là có thể là bón thêm phân lân hoặc là bổ sung phân bón lá để cung cấp dinh dưỡng giúp cho rễ lúa mau ra rễ. Xin hỏi diễn giả đó là cho em biết cái nguyên nhân và cách khắc phục của bệnh trái bìa lá lúa. Để quản lý được cái bệnh trái bìa lá này, cái thứ nhất được thì chúng ta lựa chọn những cái giống hơi kháng đối với cái bệnh trái lá. Cái thứ hai là chúng ta xạ ở cái liều lượng vừa phải. Vừa phải ở đây thì khoảng 10 tới 15 kg cho 1.000 mét vuông. Cái thứ ba là chúng ta bón phân cân đối giữa đạm, lân và kali. Chúng ta không nên bón đạm nhiều quá hoặc là phun những cái phân bón lá mà có đạm tương đối nó cao thì không nên. Cái thứ ba nữa là chúng ta điều tiết nước cho nó vừa phải ở trên mặt ruộng. Còn đối hiện nay đối với cái thuốc bảo vệ thực vật để trị vi khuẩn thì rất là nhiều ở trên thị trường. Ví dụ như cái dạng Santucin, Lobo hoặc là cái Totan hoặc là cái Boni rất là nhiều. Bây giờ nếu như mà chúng ta xác định được, chủ yếu là bà con mình xác định đây là cái cây lúa trái bìa lá thì chúng ta mua thuốc đặc trị vi khuẩn, không nên mua thuốc trừ nấm để trừ vi khuẩn. Dưới sự chuẩn bị khá chu đáo của nông dân, từ khâu cài ải phơi đất đến chọn giống, gieo xạ theo khung lịch thời vụ, chế độ phân bón hợp lý và thường xuyên thăm đồng, chủ động quản lý các đối tượng sâu bệnh gây hại, tin tưởng rằng vụ thu đông 2019, bà con nông dân sẽ có một vụ mùa thắng lợi bội thu, góp phần đảm bảo năng suất và chất lượng lúa hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu thụ và xuất khẩu. Chuyên mục khuyến nông kỳ này đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.